Xin chào tất cả bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình về tới thị trấn Đầm Dơi của Cà Mau. Đây là quê của Toán nha, nhưng mà lâu quá không có về quê. Từ lúc làm YouTube bây giờ chưa quay cái clip nào về Đầm Dơi hết trơn á. Hôm nay có dịp đi Đầm Dơi để mà quay lại cái khoảnh khắc mà mình về quê, hay là cái điều gì bất ngờ khi mình về quê nha. Bây giờ mình xe camera lại cho các bạn coi, bây giờ tới thị trấn rồi đó. Đó các bạn ơi, ở trước mình đó đang là thị trấn Đầm Dơi đó, cách còn khoảng 1 km nữa thôi là tới rồi. Bây giờ thì thị trấn Đầm Dơi thay đổi khá là nhiều. Thì nè các bạn thấy không, từ lộ làng nè, nhà cửa, đấy bến xe Đầm Dơi nằm đây nè, đó bến xe nha. Đó, quá trời sự thay đổi luôn rồi. Cái cầu hồi trước đó là cái cầu cái bằng cầu gì ta, và Đầm Dơi á, cái bằng cầu sông Đầm, sông Đầm phải không, sông Đầm cái kia. Ờ, cái cầu này không phải sông Đầm, sông Đầm mất đi qua kia đó, cầu Gạch Sao. Ờ, cái cầu Gạch Sao, tới cầu Gạch Sao rồi quẹo xuống đó là sẽ là cái cầu, cái chạy đường này nó nhiên gọn hồi mình qua cái cầu sông Đầm. Mở đường này đâu có cho xe vô, cấm tải kìa. Cấm à? Hết mẹ rồi. Chứ xuống đây đi con. Bây giờ mình xuống xe các bạn. Đó, xuống xe đi về chạy, có bỏ cái gì thiếu gì không? Rồi, bây giờ nhà nhiên nó ở đây nó đi rồi, rồi nó đi giúp hẹn gặp lại nha. Đó, bây giờ mình sẽ về bên đó. Không biết là không nhiên nó giờ có bán nhiều nữa nè. Thấy không mọi người? Cầu Gạch Sao đây, cầu Gạch Sao nha. Đó, mình đi dài đường, cái đường này nó nằm bờ kè của Đầm Dơi. Các bạn nhà lâu quá không về, thay đổi. Để mình đi lang thang lên thang như này để mình kiếm mấy cái cảnh gì đẹp đẹp nó quay cho các bạn coi. À, xíu nó qua chợ ta. Ở đó thấy có bán đồ ăn này kìa. Đó. Ok, ok. Ê, có bán đồ ăn à? À, chị bán bà kè buổi chiều, bán đủ loại luôn hả chị dâu? Mới bán hả chị? Mới bày ra bán hả? Ở đây mình bán cái gì vậy? Chả, chiên, rồi thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt đồ, đủ loại. Bán bún, bán cháo, bán gì không? Ở đây chỉ bán đồ ăn vặt thôi. Đồ ăn vặt. Cái này mà chị bán được bao lâu rồi chị? Bán cũng 6-7 năm rồi. Rồi, kem lại đó phải không? Anh nó nướng cái gì? Đây vậy đó, mà chị chưa dọn đồ hết, mới dọn chưa được phân nữa. Chị chưa dọn hả? Chị chưa, chưa phải của chị phải không? Chưa cái ăn được. Phải, nhưng mà chưa dọn đồ hết. Là cái anh này chung chủ luôn không? Chủ luôn. Chủ nguyên chủ hả? Đó, chung chủ. Rồi, thấy nó ngon quá. Cái này cái gì anh? Đổ tai heo. Đổ tai heo mà anh làm nè. Trời, nãy giờ tưởng cái trâu. Ngon quá. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy một sâu bò lá lốt. Bò lá lốt này ăn thử sao. Bò mình ăn với cái gì, sao chấm sao anh? Ăn với bánh bao rồi chấm. Có nước chấm. Nước chấm là nước xanh. Ớt xanh. Xanh chấm với bò lá lốt. Rồi ở đây mình bán là một câu bao nhiêu tiền? Câu gì ta? Lấy cái sâu bò kim châm. Bán một sâu bao nhiêu tiền? Cái này như vậy ta? Sâu 20 ngàn. Ồ, rẻ ha. Bò bằng trâu có 20 ngàn à. Đang review như khán giả. Rồi cái này là bò kim châm, bò nấm kim châm. Cái này thì bán sao? Một sâu gì đó. Một sâu vậy 20k ha. Cái này là chín rồi phải không? Còn cái này chưa ha. Hấp dẫn quá, cút quay nè các bạn ơi. Đây cho các bạn xem nè. Đó. Nướng đã không? Mình đã ghê không? Xèo 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 luôn ha. Đây Đầm Dơi mình buổi chiều này không sợ đói ha. Đi vòng vòng là hết sợ đói rồi. Và ăn đã luôn. Thì anh nướng gì ở đây được bao lâu anh? 6-7 năm. Giờ thấy Đầm Dơi mình phát triển lộ làng, em thấy phê quá.
Dạ, bóng đèn là nằm trên đây phải không? Wow, wow, đã. Nha, các bạn nhìn nè, xe bốn bánh nhìn nó chạy. Gì sao không nổi? Đi xe sai đắng ta còn nhiều cái gian hàng gì nữa nè. Để mình ra mấy xong cho các bạn coi nha. Bạn nào lâu lâu cũng về làm dê nhìn cái đã liền nè. Đó. Đó, xong. Đó, các bạn nhìn nè, để mình lia qua cho các bạn coi nha. Đó. Wow, wow. Đã quá. Cực khổ nha, kiếm tiền là cực khổ. Kiếm ngày mấy xị? Hả? Kiếm ngày mấy xị? 5 xị chắc. Vậy đó, đừng có than. Ngày 5 xị rồi phải chị, hai chồng 5 xị, người 250 hả? Chị cũng được anh ơi. Ở đây thấy có một con chó nè, màu xanh đỏ. Nó ngon mình nè, nó được ăn cái này nè các bạn ơi. Này nhìn nè. Nó đang xúc xích luôn. Sướng ghê không? Ờ, nó dễ thương lắm, hiền lắm. Rồi, bò của mình đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đã mời các bạn thưởng thức cái bò lá lốt nè, với bò mà gói nấm kim châm nha các bạn. Bây giờ mình test thử mà lúc mà chưa có chấm cái mùi gia vị á, thì mình thử mùi cái mùi nó như thế nào. Có nêm luôn, hơi mặn mặn lắm ta. Cảm giác nó hơi mặn mặn ha. Chấm được cái này muối của nước cua cay ha. Giờ thì mời các bạn thưởng thức bò quán nấm chim châm ở thị trấn Đầm Dơi sau 20 năm. Ngon, cái này nó vừa chín tới à, bò nó không có dai. Mình ăn với ông gặp mấy bạn. Cái la lốt là cái la lốt là cần phải chấm vô cái nước màu đỏ ha. Dạ. Nước sâu gì là anh chị bán 20.000 nè. Và la lốt gì luôn các bạn. Mấy thử bên cái bò la lốt nè. Bò này có ớt sẵn rồi. Mình ăn hai cái này có cay nó ngon. Mình thích ăn cái này hơn nè, cái này nó lạ ha, bò lớn hơn bò. Nấm này độ dai nè, cái bò nó tới ngọt. Nấm nó giòn. Ngon quá bài. Có để anh chơi, ủng hộ anh này á. Sáng nay kho bạc nhà nước làm chơi. Để mình nhận các bạn về nhà nó có muốn gì, muốn ngắm thằng nữa. Gì á? Đây điểm ăn vặt gì ta? Mảnh Quỳnh. Đó, nghe thị trấn Đầm Dơi luôn nha. Rồi, chúc anh mua bài muốn đắt nha. Bye rồi, bye. Giờ mình đi dài dài này nước bạn ơi. Ở đây có mấy cái gian hàng này không? Ở đây không biết là có bán bún riêu bún mắm gì không ha. Thích ăn bún riêu bún mắm à. Sinh tố chè Thái xăm bổ lượng. Quá trời bán đồ. Ta thấy bán chè Thái sầm bổ ha. Xong là nhìn mát mẻ quá. Ở trước bán cái gì trời. Thì các bạn đi chợ Đầm Dơi thì có hai bên. Một bên này là
bằng đêm á là sẽ chăng đèn nó đẹp lắm trên nè, còn ở dưới này riêng nha, còn bên sông nó kìa, bên đó bên nhiều kêu qua bạn kìa đó, con sông nó đi qua nó đầu qua cầu sông Đầm á, còn đây không có. Rồi đếm đi từ từ. Ồ, đây đây cô chú này bán này nữa nè, chú này bán thịt nướng, bán thịt nướng hả bác? Thịt gì, thịt này thịt gì? Ví dụ gì? À, con qua YouTube chú ơi. Thì sườn nướng bán cơm tấm. Sườn nướng bán cơm. À. Nãy ăn thịt bò lá lốt ha. Sườn nướng bán cơm. Bán buổi chiều và bán suốt ngày luôn vậy? Buổi chiều bán tới 12 giờ đêm. Dạ. Bán về đêm. Dạ dạ. Thì sống về đêm. Dạ dạ. Quá sườn thơm quá trời ta. Đó, chú đi bán. Bán chắc lâu hả chú? Chuyên nghiệp bán cơm ạ? Có bán, có bán. Đấy, đi dài dài lại khoảng coi nữa nha. Quay cái nào mà mình mấy mình ăn được ăn các bạn ơi, cái đó ăn không nổi rồi, giờ ăn cơm chưa nổi. Nó có hột gà. Nó mới có cam giác à. Bán gì vậy? Cam giác hả? À? Cam hả? Hai bơ. Có bán cam không? Ờ cho em đi cam à. Được, em ở không lắm. Đó. Chị gái tên gì? Tên Tiên hả? Nghe kêu Tiên rồi phải không? Ủa có bán gì mít ta? Xin tố mít hả? Đang gặp bơ phải không? Đừng về cảnh là chị gái ở miền Tây à, nó bả quậy bơ bán nha. Ôi vô xài gà. Ủa bỏ sữa vậy hả? Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, mình đang có mặt ở thị trấn Đầm Dơi. Đây là một bờ kè khá là dài. Mọi người ở đây thì buôn bán vào chút 5 giờ chiều này thì bài ra bán khoảng cho mình nghĩ là cỡ 10 giờ đêm. Thì 10 giờ đêm khi mà đèn lên thì món đèn này thấy đẹp lắm. Lâu lâu về thấy khá là đẹp nha, để mình đi vòng vòng mình thưởng thức. Và quay lại cho các bạn xem những cái tiểu thương buôn bán nè, những bạn trẻ hay là cách sống của người Đầm Dơi như thế nào. Thì ở cái khung cảnh thiên nhiên nha các bạn. Bây giờ mình đi quay vòng vòng bên đó nữa các bạn coi nữa nè. Bạn thấy không? Ở đây là một con sông rất là mát. Ngồi đây cảm giác là rất là mát. Bên đó đường nó qua cầu sông Đầm về Thăng Tiến nè. À, xíu nữa mình đi vòng vòng ở bên ngoài con nha. Thấy không? Đó, đó là kìa. Đó, sau lưng mình dài tới lúc kia luôn nha. Đó. Ở chỗ này bán vé số nè. Vé số luôn. Vé số Đầm Dơi. Đầm Dơi đây. Để đen bài đăng cắt. Vé số Đầm Dơi. Giúp cho anh tờ, cơm chiều thôi, không gì nhiều quá. Giúp cho anh tờ cho. Vé số sổ chưa? Cái kia sổ xong rồi. Dạ. Ừ, cái này Cà Mau có. Rồi, con số này khó ra rồi nha. Vậy vậy như cái lấy không có. Lấy hai tờ đây. Hai tờ rồi, lấy cho con rồi. Cảm ơn nha. Đây hai tờ vé số Cà Mau. Bao nhiêu số lâu chưa? Mười mấy năm. Cũng chín bình mấy số luôn. Chín bình. Dạ. Quá trời lâu rồi. Mấy số rồi đó giờ có trúng chưa? Cũng có trúng chứ. Ví dụ em trúng rồi có từ hồi tới 2 tờ 2 ngàn rồi. Bán từ tờ 2 ngàn tới giờ luôn hả? 5 ngàn, 10 ngàn. Chú đã bán ở Đầm Dơi là không biết hết trơn à? Biết giờ đi chơi. Ngay bờ kè luôn. Rồi. Giờ kia cùng mình thưởng thức một ly nước cam trước khi vào chợ nha các bạn. Thế mình nghĩ đi chợ nên đi buổi sáng, bữa này chắc mình dư thưa. Mát quá. Giờ mình mời các bạn đi tiếp nha. Đi dạy lên phía trước gian hàng. Chỗ bán ngon. Thank you.
đó, đó ta bán có hai cua ta bán chả chiên cái gì vớt vớt ngon quá trời. Bán gì cưng? Bán món gì á? Bán món gì á? Chả chiên hả? Chả bóc luôn. Bán sao vậy? Ăn có 20.000 chiên không? Rồi chiên đi, chiên dùm 20.000 món nào ngon ngon ơi. Giới thiệu khán giả ơi. Hả? Rồi chiên lộn xộn. Chà. Với cái gì mà nó phù lên nó ngon quá vậy? Chấm ruột quá vậy? Chải cá. À chải cá. Chải cá cái đỏ đỏ là xúc xích hả? Tôm xúc xích. Chải cá dây. Chị đậu bắp vô nữa hả? Hả? Đậu bắp nữa hả? Có đậu bắp vô ăn rồi. Rồi, mời nghe. Mình bán đây lâu chưa mà em gái? Em bán rồi. Để tắm. Bán tới chắc nào mới nhỉ? Mình ở đây nè. Bán tới 10 giờ là hết khách rồi. Ờ. Là dọn. 5 giờ bán, 10 giờ nghỉ, 5 tiếng là 5 tỷ. Không có đâu vậy. Ờ, thì chú nãy bán bò đá lốt anh ăn là ổng nói 5 tỷ, 2 chồng 5 tỷ. Anh nói 5 tỷ mà đâu có ít gì ha, anh chết tôi luôn. Rồi mình lấy miếng chả bên này đường này mình đi các bạn ơi. Rồi cảm ơn. Giờ đi đến lúc trước có bạn Nhiên mình đang đón mình đó. Đang đón nó rước kìa. Ở đây thì có bán buổi chiều có bán bún kìa. Đây, bún bán cháo thường tùm ha. Về Đầm Dơi chắc này là không sợ đói các bạn ơi. Quá trời khắp luôn, quá trời người, phố này nghe phố đi bộ gì đó. Rồi có chú bán đồ chơi hàng 99k xin tố. À, đi lúc đi trong đó là tới chợ Đầm Dơi các bạn ơi. Cái trung tâm chợ thì Nhiên đang đón mình ở đó đó. À. Bán gì đây ca? Bán gì? Bán đồ tươi hả? Bán hành. Đây da có cháo vịt kìa. Ôi cháo vịt, cháo của vịt. Em làm YouTube anh. Còn cháo vịt cho quay xương xương cho khán giả coi được không chị? Chị dâu. Cho quay cháo vịt ha. Đây các bạn thấy không? Vịt nhóc luôn. Đó. Nhìn thấy thấy. Nhìn nó mất mầm. Hành lá, hành lá đây. Hành lá 15.000. 15.000 một. Cắp ngồi đợi quá trời. Cô này đang cháo vịt à. À bây giờ vô chợ mình lộ bội luôn nha các bạn ơi. Chơi bộ luôn rồi. Không
biết là thấy đường đón mình không, quá khủng khiếp. Để vô đó mua mới trái cây về ăn dài dài rồi. Làm gì chú làm gì mà xui? Quên số xui hả? Đi vô tới này tới chợ rồi. Tới chợ rồi chú, này chưa chợ ha. Chạy xe ôm mấy đây. Sáng được mấy trăm rồi. Gì không có 1.000. Dạ, chợ này thằng bạn con nó đầu lộn rồi đó, một kêu chú chở rồi đó. Ai nó vô đó mà xe tải không cho rồi, nó không biết đường vô để con đi vòng vòng rồi giờ đó. Ồ, chị đã bán hột vịt hột gà các bạn ơi, gà vịt chắc hơn than nguy xệ luôn. Bán vịt gà. Đấy, bán được không chị dâu? Sao vậy? Chợ mình ít khách phải không? Lúc này dắt dân mình tôm thắt cái gì mà ít đi chợ ha. Hả? Hồi đi đâu vậy ông nội? À, dạ. À, đây quê của anh mà. Đi làm gì vậy? Đừng làm gì anh em. Anh em đừng làm gì. Anh em đừng làm gì. Lâu quá không gặp em. À, anh mua đồ cho em ăn nè đi. Ủa là quê anh mà, anh về quê anh ấy mà. Đây. Có chơi đâu. Ăn review cho. Cầm cho anh ơi. Gì? À, anh em gặp làm gì trời. Ê, tới đây mà gặp được bạn anh à, nghĩ sao mà này đá banh xuống tới đây được hay trời. Đây là cái này nè. Minh Điền. Chị làm gì chị né em, không có làm đâu chị né em vậy. Xấu đẹp gì, chị này đẹp nè. Thấy em thấy thứ gì biết đẹp rồi. Bán hàng ngon quá trời. Bên đó các bạn, gì chài đó đồ ăn đã. Rồi chị nói gì với chị em quánh, chị ấy quánh em chết à. Đó. Nó chỉ là bàn bán đồ. Nãy mình quay đồ ăn các bạn coi nha, bây giờ tới quay đồ tươi. Chưa chợ quay đồ tươi, giấc này đã 5 giờ nhưng mà người đi mua đồ tươi cũng còn nhiều lắm. Khá là vui nha. À mình thấy là nhộn nhịp lắm đó. Gặp cái anh này trả đồ đó, trả đồ kinh khủng như là hàng bông. Nó quất đây 2 bọc nữa. 70 kg. Bữa hổm con lên Đăng Đức nhổng bên luôn. Đức nhổng ngược lại luôn. Giang hết 5 với 4 với 1 cái gì ta. Với 1 bọc cái lọ hả bỗng bỗng cái này. Lúc mà đứng cái bỏ em. Rồi, đi buôn bán ham không? Chua bỏ gì đó bảy? Chiều 5 giờ buôn bán hả? Thịt chua, bỏ cho bả hỏi cho xin miếng gì bỏ anh chua? Rồi, trời ơi, giờ thấy vui các bạn. Tiếp nè. Thế bán được không chị dâu? Bán được không? Đúng đây gai. Ngày kiếm 1 triệu không? Chắc có à, mấy chị kia 500, chị này chắc 1 triệu nè. Có cái món nào ngon không ta? Mua về lên xe rồi ngồi ăn lai gai à. Có cái món nào ấy ăn được không ta?
Việt. Còn phát. Đó là 5 giờ cũng im quá nè. Rồi mấy anh nó quýnh bài luôn rồi. Né né ảnh luôn. Ừ. Ê, tới cuối rồi các bạn ơi, cuối chợ mình quay về à. Nội nãy cũng mỏi giò. Dòng ở đó luôn, dòng ở đó luôn. Dòng ở đây được nè. Ê, dòng qua bên cái bên ngoài luôn. Ừ, giao lo được phải không? Để ra đây là ta ra cặp máy xong rồi, mát lắm bạn ơi. Nhìn đã lắm nè. Đây nó mát rượi luôn. Rồi, một em bé kìa. Giờ này đó, vô trong này là bán đồ nhiều hơn ngoài nữa nè. Đó, cô này đó, mình nhìn mất chuối. Đi xíu này hết biết đường ra luôn các bạn ơi. Chợ này vòng đây hết bình ga, mở quá khứ. Chắc ngồi bao xe ôm đi ra ngoài quá. Giờ mình hết biết đường rồi, lạc luôn rồi. À. Vậy thôi nha các bạn, mình đã về tới Đầm Dơi và quay lại cho các bạn xem cảnh người dân ở Đầm Dơi và cũng vậy thăm lại quê hương. Nếu các bạn nào thấy video này hay, hãy cho mình một lượt đăng ký, like để thêm nhiều clip mới về chợ miền Tây và những trên con đường buôn bán của Tốn nữa nha. Xin chào.